Thì chiều hôm nay Pháp Hòa đến thăm quý vị và cũng chia sẻ với quý vị một đôi điều trong Phật Pháp. Thưa đại chúng, chúng ta thường xưng mình là đệ tử của Phật. Thì đệ tử của Phật á, nói gọn á, thì chỉ có hai chúng thôi, tức là chúng xuất gia và chúng tại gia. Rồi trong chúng xuất gia, tại gia, phần xuất gia thì chia ra 5 bậc. Các vị mới bắt đầu tu thọ 10 giới gọi là sa di, nếu là bên nam. Sa di ni là bên nữ. Rồi quý vị đó sa di ni sẽ thọ một một loại giới chuẩn bị trước khi làm một vị tỳ kheo ni, chúng gọi là thức xoa hay là thức xoa mana. Rồi xong rồi thì thọ tỳ kheo ni hay là các vị sa di bên nam đó thì gọi là còn thọ một cái giới là giới tỳ kheo. Như vậy chúng xuất gia đệ tử của Thế Tôn có 5 chúng: sa di, sa di ni, thức xoa mana, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Và mỗi chúng, thí dụ mình gọi là sa di thì cũng có cái nghĩa của chữ sa di. Ví dụ như sa di thì có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là dứt ác, nghĩa thứ hai là làm lành, nghĩa thứ ba là thích cái sự yên tĩnh. Ví dụ như đầu tiên mình trước khi đi tu, mình là một cư sĩ bình thường, vì mình cảm mến cái đời sống an tịnh của thiền môn, đời sống xuất ly thanh tịnh của một người xuất gia, cho nên mình mới đến chùa xin được xuất gia. Thì dĩ nhiên cái điều đầu tiên mình phải thích là thích cái sự yên tĩnh. Chứ còn nếu mình vô chùa, mình phủi tóc, mình đi tu rồi mà mình có cái cell phone và chứa một mớ điện thoại của những Phật tử ngày xưa mình quen, mà cứ hết giờ kinh là bấm hỏi khỏe không, ăn cơm chưa, chiều nay ăn gì thì không đúng cái nghĩa của người xuất gia. Người cư sĩ tại gia có thể hỏi thăm nhau như thế được. Còn người xuất gia rồi mà ngày nào cũng gọi cho bổn đạo Phật tử chỉ những câu chuyện bình thường đó thì nó uổng đi. Thay vì cái thời gian đó để mình làm gì? Để mình làm cái chuyện dứt ác làm lành. Dứt ác là không làm những điều quấy sai. Làm lành là phải tu luyện, học hỏi để mai mốt từ một vị sa di mình bước lên cái phẩm vị của một vị tỳ kheo, nó đúng nghĩa, chứ nó không chỉ có cái hình tướng mà cái phẩm chất nó không có. Như vậy thì mỗi một chúng có cái nghĩa của nó. Thí dụ như hồi nãy bà giảng chữ sa di rồi, sa di là 3 nghĩa, còn chữ tỳ kheo cũng 3 nghĩa. Hay là nói là sa di 3 nghĩa mà con bao nhiêu bậc? Ví dụ khu ô sa di, ứng pháp sa di, hay là danh tự sa di, hay là các vị tỳ kheo là có 8 hạng tỳ kheo, và chữ tỳ kheo đơn giản thôi là cũng phải 3 nghĩa. Đó là Pháp Hòa nói về cái vị các vị xuất gia. Còn riêng đệ tử tại gia của Phật, đệ tử tại gia của Phật là có 2 chúng. Một là nữ Phật tử, chúng ta thường gọi là nữ cư sĩ, và chúng bên nam gọi là nam cư sĩ. Mà cái nguyên cái danh từ chuyên môn trong Phật học chúng ta thường gọi là cận sự nam, cận sự nữ, nói theo tiếng Phạn ngày xưa là u bà tắc, u bà di, upasaka và upasika. Và cái chữ cận sự nam, cận sự nữ là gì? Tức là những người nam thân cận với ai? Thân cận ai? Thân cận Tam Bảo, trong đó có Phật, Pháp, Tăng. Thân cận để làm gì? Để cùng với một bảo trong Tam Bảo là Tăng Bảo để hoằng dương Phật Pháp. Cho nên mình cũng có cái bổn phận ở trong đó. Người cư sĩ cũng có bổn phận, mà người xuất gia thì bổn phận hơn. Tại vì người xuất gia phải có bổn phận nghiên tầm giáo điển để hướng dẫn cho các vị cư sĩ đi đúng đường, tu đúng cách. Quý vị hiểu ý ha?
tu đúng đường, đi cho đúng. Mình phải, mình nếu mình ai làm cái gì cũng muốn đúng hết. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như mình làm bánh, mà bao nhiêu bột thì phải bao nhiêu đường. Mà nếu mà không có đủ lượng đường, không đủ bột, không đủ nước thì bánh nó cũng thành, nhưng mà nó không ngon. Một là bánh nó cứ ngắt, nó chai, nếu thiếu nước. Hai là nó quá ngọt, là vì do dư đường. Ở đây quý vị đi mua một cái tủ trong một cái thùng, về thì mình phải tự ráp. Nhưng mà khi mở cái thùng đó ra, trước khi mình ráp cái tủ, mình phải làm cái gì? Mình phải đọc cái lời hướng dẫn ở trong đó. Tiếng Anh nó gọi là instruction. Nếu mà mình không có cái cách ráp cái tủ đó mà mình ráp trật, thì một lát á chẳng những bể gỗ hư tủ mà rồi không đúng cách, phải không? Ráp cái tủ mà còn phải có một cái phương pháp ráp, huống chi mình là một Phật tử mà không có cái công thức để làm Phật tử. Vậy thì nếu mình là một Phật tử mà mình chỉ có cái hình tướng Phật tử, hay lắm, một vị xuất gia mà chỉ có hình tướng xuất gia, Phật cũng có gọi một dạng xuất gia như vậy, gọi là gì? Tương tự tỳ kheo. Nhìn giống giống như đó, mặc cái áo vàng, đắp cái y vàng, kêu tỳ kheo. Hay là danh tự tỳ kheo, có cái tên thôi mà cái gì, không có cái lượng. Giống như mình bây giờ kêu là có tuổi mà không có tên, phải không? Thường thường ca sĩ người ta có tên lẫn có tuổi. Trời, gặp ca sĩ đó nói anh tên tuổi ghê nghe. Còn mình bây giờ á, tuổi thì có mà tên thì không. Vậy thì mình làm một Phật tử cũng phải cần có tuổi, có tên. Tên thì mình xưng rồi đó, tự xưng rồi đó. I am Phật tử rồi đó. Tôi là Phật tử rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn có được cái chất của Phật tử thì mình phải làm sao? Trước hết là mình nương tựa Tam Bảo. Tại sao vậy? Tại sao gọi là quý? Tại sao Phật Pháp Tăng gọi là quý? Chúng ta gọi là bảo. Thường thường thưa đại chúng, mình bước ra sân mình thấy sỏi đá, mình có kêu bảo không? Mễ mà mình thấy cái gì mà nó chói chói, mình lấy tay bốc lên, hột xoàn, quý quá. Cái gì nó hiếm, nó quý mới kêu là bảo. Thật sự nếu như mà bây giờ hột xoàn mà nó rải đầy đường, mà ngược lại ở cái thế giới mình nó coi thường hột xoàn mà quý cục sỏi, thì nếu trong cái đống sáng choan đó mà lượm lên cục đá, các cục đá đó thành bảo. Vậy thì ở thế gian cái gì quý gọi là bảo. Vậy thì Phật có quý không? Phật quý lắm. Tại vì cái năng lực của Tam Bảo. Quý vị đã nghe Pháp Hòa nói cái bài gọi là năng lực của Tam Bảo có 6 cái năng lực. Tam Bảo có 6 cái năng lực. Trong đó có cái năng lực là làm cho mình khác đi. Quý vị có tin là từ khi mình quy y Phật Pháp Tăng, mình bắt đầu học Phật rồi, mình có khác không? Có chứ. Phải khác chứ. Thí dụ như ngày xưa mình á, ngôn hạnh thì hoang sơ, tức là lời nói, việc làm rất là bình thường, và thậm chí nói đâu người ta giận đó. Nhưng bây giờ đã là Phật tử rồi thì bắt đầu có cái chất Phật ở trong đó. Cho nên mình quy y rồi thì mình là Phật tử mà không là tục tử. Tại vì tục tử là cái chất tục nó còn. Nhưng mà mới đi chùa lâu ngày rồi thì chất thánh hiển. Cũng giống như một cái rổ, hay là một cái kiến, hay là một cái gì đó mà nó để đóng bụi lâu ngày, dù quý vị không chùi nó, nhưng quý vị cứ lấy nhúng nước rồi đem lên, nhúng nước rồi đem lên, ngày quý vị làm lần hai lần thì chắc thế nào cái kiến nó cũng phải sạch. Tại vì bụi mà để lâu thì pha thêm cái dầu thì bắt đầu nó dính, nhưng mà xuống nước bắt đầu nó mềm rồi bắt đầu nó rã. Trước khi nó rã nó phải mềm. Cũng giống như á, ở dưới bếp á, ở dưới bếp á, mà lỡ hôm nào mình nấu ăn mà thật là dầu, thật là dơ đó, mà quý vị chỉ cần lấy cái cây lau nhà, quý vị nhúng vô nước mà quý vị dắt thiệt ráo rồi quý vị đẩy, quý vị nghĩ làm như vậy nó sạch, nhưng mà thưa là mất sức. Làm vậy mất sức lắm. Muốn lau nhà sạch phải có cách lau nhà. Khi cái sàn nhà nó quá dày, một cái đống dơ như vậy, quý vị nhúng cái cây lau nhà có nhiều nước một chút, chỉ cần đi ngang để nhẹ nhẹ cho nước nó
nó thấm đều hết rồi, bắt đầu trở lại cái thùng nhúng một lần thứ hai thật ráo. Đi tới đó không dùng sức, chỉ cần cầm quơ, mà nãy giờ lúc mình đi một vòng á là những cái nước á nó làm cho mềm đi những cái đất bám ở trên mặt đất rồi, thì nhà nó sạch mà không mất sức. Tu cũng như vậy, mình đi chùa mình tu để mình học một công thức tu như thế nào thật nhẹ nhàng, không có phải khổ cực mà đầy những cái vui, cái tinh tấn. Tại vì tu hồi người ta thấy mình tu cực quá, người ta kêu là cực khổ, tu để kiếm cực lạc, nhưng mà trước khi cực lạc cũng đã thêm cục cực khổ rồi. Thì mình biểu người ta tu, ta nói thôi cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Cho nên mình tu là mình muốn bỏ cái cực khổ đi tìm cái cực lạc. Vậy thì mình học Phật để mình học một cái công thức, một cái nghệ thuật để chúng ta vẫn lau nhà mà không mất sức. Cũng giống như mình lau kiến, lau gương ở trong nhà vệ sinh, nhiều khi mình cũng không cần phải có thuốc, chỉ cần lấy nước phúng lên chút xíu cho nó mềm, những cái dơ nó bám rồi. Quý vị xé cái giấy, mà nếu mà giấy cuồn mà lau lau tay á, mình lau nó ít có sạch, tại vì cái lông của cái giấy nó sẽ làm kiến nó vẫn dính. Vậy mà lấy giấy báo lau nó sạch. Quý vị chỉ cần lấy giấy báo quý vị chùi thôi, không đổ lông trên mặt gương, mà không phải tốn cái giấy lau tay đó, mà nó rất sạch. Có những cái mình coi nó là bình thường, nhưng mà nếu mà chúng ta biết sử dụng nó thì nó trở thành ra cái đặc biệt. Cho nên nhiều khi ở trong chúng có những người, người ta tu mình thấy bình thường, nhưng mà khi mà cái chỗ thành tựu của người ta thật là vi diệu. Còn mình không muốn bình thường, cho nên mình làm điều đặc biệt, cho nên cuối cùng mình bất thường. Cho mình, quý vị cứ thấy ở cái xã hội phương Tây á, người ta làm những cái sản phẩm đã có sẵn mà bán ra thị trường, mình không cần phải là một cái người kỹ sư biết lắp ráp, nhưng mà người ta đã có công thức. Đinh số 1 đi theo cái lỗ số 1, số 2, số 3, mình cứ theo một lát là có một cái tủ, phải không? Thì quý vị cứ nghĩ cái tủ thôi mà còn có cái đó, huống chi mình là một con người, mà đặc biệt là người Phật tử. Mà người Phật tử thì dĩ nhiên Phật đã nhận mình rồi thì Phật cho mình công thức. Nhưng mà mình có cái tật hay biến với chế. Quý vị có tin là mình có tật biến với chế không? Cái mì Ý người ta nấu nguyên chất mà qua tay mình là thế nào cũng phải có bột ngọt à. Và không có bột ngọt là phải miếng nước tương, nước mắm gì đó, vân vân. Đã không? Cà ri của người ta là nguyên chất mà lọt vô Việt Nam, mà đứt xuống miền Tây Việt Nam thế nào cũng mấy lon nước cốt dừa. Cho mình là chuyên môn biến với chế. Nhưng mà không sao, biến chế như thế nào mà ngon là thành tựu. Bởi vì tu là gì? Tu là một sự chuyển đổi, tu là một sự chuyển hóa. Mình từ cái dở mình chuyển hóa thành cái hay, mà đã hay thì phải hay hơn, cho đến ngày mình thành Phật. Vậy thì hôm nay Phó Hòa thưa với đại chúng là trong kinh đó, Đức Phật cũng có dạy chúng ta những cái công thức để trở thành một người Phật tử. Khi mà chúng ta nhận mình là một vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mà chúng ta quy y Phật, là chúng ta biết rằng Phật rất quý. Bởi vì Phật là người đã tự mình tìm ra cho mình một con đường, và sau đó Phật hướng dẫn lại chúng ta. Và Phật chỉ có nhận người là vị thầy, chứ không phải là một vị thánh. Phật không phải thánh, Phật cũng chẳng phải thần. Cho mình không được gọi Phật là vị thần hay vị thánh, mà chúng ta phải kính Phật là một người thầy. Mà người thầy đã đi đúng con đường đó và để lại chúng ta một công thức. Để mà cái công thức đó chúng ta gọi là pháp. Và tại sao cái phương pháp này nó quý như vậy? Tại vì thứ nhất là thành tựu tốt mà không tốn tiền. Phải qua ví dụ như hôm nào quý vị buồn khổ do một biến cố trong gia đình,
Thì thường thường mình có khuynh hướng là hận đời thì muốn làm gì đó cho nó quên đời. Bắt đầu mình uống rượu đi cho nó quên đời, mình đánh bài đi cho nó quên khổ, mình xăm trên tay mình một câu đi, mỗi lần mình nhìn lên tay này để mình thấy rằng hận hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình. Mình là hao câu để mà giống như một câu đối, để mỗi khi mình nhìn lên đó thì mình tự nhắc mình. Nhưng mà thưa, mỗi lần nhìn lên lại thấy đời đen bạc và lại thấy đời không tin ai được. Nhưng mà thí dụ thôi, ví dụ như mình để cái câu đó mà đau thân mình, mà mỗi lần đọc lên thì chẳng phải mình quên đời mà càng hận thêm nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta viết một câu khác, không cần phải trên tay, chỉ cần trên giấy là được rồi. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, thông dong tất dạ rứa mà vui. Chỉ cần ghi lên giấy treo trên tường, mỗi lần buồn giận đọc câu đó cái tự nhiên sao? Buồn hết, giận giảm, không có phải đau khổ ghi một câu đó trên thân mình. Cái đó gọi là pháp. Pháp là gì? Là con đường. Pháp là phương pháp. Mà thế gian, cái phương pháp của thế gian á, phần lớn là lợi mình mà hại người. Còn không, thêm một, nếu mà dở nữa thì chẳng những hại mình mà hại người. Ví dụ như mình uống rượu, uống rượu để quên đời mà thật sự đâu có quên, mà sau một thời gian là ghiền rượu, cháy gan, tốn tiền, thêm bệnh. Còn nếu mình không hút, không uống rượu, bớt tiền, không bệnh, hết khổ mà hết tận gốc, chứ không phải hết ở cái ngọn. Tại vì khi mình tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình cảm thấy mình xót xa. Tại lúc đó mình giật mình dậy nửa đêm trường thì mình thấy mình trống vắng, mình đau khổ. Cho nên phương pháp của Phật lúc nào cũng đầy đủ hai yếu tố: từ bi, trí tuệ. Nếu có ai hỏi mình tại sao phải nương lời Phật, tôi đủ thông minh để tôi tự quyết định tốt, nhưng mà liệu cái điều đó mình có đủ từ bi trí tuệ không? Lời dạy đó, con đường đó, phương pháp đó có đủ hai yếu tố là lánh ác làm lành không? Cho nên người Phật tử quy y pháp, rồi xong rồi mình quy y tăng, tức là nương tựa những bậc, những người thiện tri thức mà có tu học theo lời Phật dạy. Như vậy thì khi mà mình đã là một Phật tử quy y Tam Bảo rồi, thì mình có một cái đức lành là mình đồng vui cộng khổ với chư tăng. Đồng vui cộng khổ là sao? Thí dụ bây giờ quý vị đến đạo tràng tu viện Thiện Hòa, bởi vì ở trong tu viện này là cái phòng này là có thể gọi là rộng nhất hay là thoáng nhất để mà mình có thể ngồi đông được, và có một cái lớp cửa sổ để quý vị ngồi ngoài có thể nhìn vào được. Tuy nhiên trong này nó hơi lạnh, ngoài kia thì lạnh hơn. Thành thử ra rốt cuộc rồi hai người mình ngồi đây đồng vui cộng khổ. Quý hiểu ý không? Vậy thì mình, hoặc là mình đến cái chùa đó, mình sinh hoạt Phật Pháp chật, thì mình cũng ở trong cái, thầy cũng ở nhiêu đó, sinh hoạt nhiêu thì mình cũng nhiêu đó. Và những cái lúc chùa xuống lên, những cái lúc thăng trầm của chùa, mình là những người cư sĩ Phật tử thường tới lui về đó, thì mình cũng đồng vui cộng khổ với chư tăng. Có một vị thi sĩ, ông làm một bài thơ như thế này: trang sử Việt cũng là trang sử Phật, trải mấy độ hưng suy, dẫu nguy mà chẳng mất. Đạo Phật đi vào đất nước Việt Nam và đồng hành cùng với đất nước Việt Nam. Khi đất nước hưng thịnh, đạo Phật cũng phát triển hưng thịnh. Khi đất nước suy, đạo Phật cũng suy. Và trang sử Phật cũng là trang sử Việt, trải mấy độ hưng suy, dẫu nguy mà chẳng mất. Cũng giống như mình đến đây, những ngày đầu mình đến đây tu viện Thiện Hòa, những ngày đầu tiên đâu được như thế này, phải không?
Nhưng mà nhờ mình tới đây, có những lúc mình nới rang chút, mình dời chút riết cho nó có cái chùa như thế này. Mình tu cũng vậy thôi. Tâm mình hay là bản thân người mình chỉ cần nới chút, dịch chút, xê chút, chuyển chút, chỉnh chút, đóng chút, khép chút, tự nhiên nó ra cái chùa. Vậy thì cái chùa ở bên ngoài á, nó là cái cảnh tùy theo cái tâm. Hễ tâm mình muốn sửa chùa thì cái chùa nó theo cái cảnh chùa nó theo tâm mình. Cho nên người Phật tử chúng ta phải học Phật pháp để chuyển tâm mình. Một khi mà tâm chuyển thì cảnh sẽ chuyển. Còn tâm mà chưa chuyển thì cảnh không chuyển. Cũng giống như mình nói trời ơi tại sao gia đình tôi nhiều phiền muộn quá. Cái đó không phải ai ban phước cho, ai giáng họa cho mình, không phải do tuổi, năm nay năm tuổi, không phải là mình quên cúng sao, nhiều khi mình cũng cúng đủ đó chứ. Sao gì năm nào cũng mua tử vi về coi hết cúng đủ đó chứ. Nhưng mà thưa đại chúng, cái chuyện cúng sao nó có nằm trong Phật Phật giáo không? Không có. Nhưng mà nếu chùa nào mà có cúng sao dùng cho mình, tại mình vô mình xin cúng sao, thôi thầy không cúng thì có sao, thành thử thôi thầy tùy thuận mình thầy cúng để chùa đừng có sao với mình. Mình đòi cúng sao thì thầy phải chịu thầy cúng với mình, mà không chịu cúng là có sao á. Sao đâu thấy, mà thấy trước mắt chùa bị có sao rồi đó. Thành thử đại chúng, những cái đó mình đồng vui cộng khổ với chư tăng. Thứ hai là khi mình đã quy tam bảo rồi, có trì giới, có tu tập, thì cái đức lành thứ hai của người Phật tử là gì? Đó là chúng ta khéo giữ gìn thân khẩu. Nội cái chuyện mình thọ ngũ giới thôi. Gần đây có câu nói chơi, có nhiều vị mà ngủ nhiều quá nói dạ con giữ đủ ngũ giới. Đó là cái giới này con giữ đủ, kêu giữ ngũ giới. Chữ ngũ là năm. Nhưng cái giới căn bản của người Phật tử phải giữ, mà tất cả những cái giới mà chúng ta giữ đó, đầu tiên nó cũng phải xuất phát từ lòng từ bi và trí tuệ của người Phật tử. Nếu như mà quý vị chỉ hiểu một cách đơn giản là giới thứ nhất không giết hại, không sát sanh, giới thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu, rồi chấm hết. Mình hiểu như vậy rồi nghe cái rùng mình, nó thôi tôi còn làm ăn mà giới thứ tư tôi làm không được, tại vì nói dối. Rồi nói tôi còn bạn bè nhiều quá, thôi giới thứ năm tôi giữ không nổi, tại trong đó nó không uống rượu. Rồi có Phật tử viết giấy nó, thầy giới thứ năm nói không uống rượu, vậy con uống bia được không? Rồi có Phật tử viết giấy lên hỏi thưa thầy là Phật dạy là không uống rượu, không 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 cờ bạc. Rồi Phật tử đặt câu hỏi lại, lâu lâu con đi coi Paris by Night ở Las Vegas con chơi được một bữa được không? Vậy thì thưa đại chúng, tất cả những cái giới mà chúng ta thọ, bây giờ mình nói năm giới thôi, nó cũng phải từ cái gì? Từ cái lòng từ bi và trí tuệ của người Phật tử. Cho nên cái giới được khai đầu, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, nguyện không tán đồng mọi sự chém giết, dù là trong tư tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Thế nào gọi là trong tư tưởng? Thí dụ bây giờ mình thấy người ta giết, mình không lên tiếng, nhưng mình tán đồng. Chết vậy là đáng lắm. Trong đầu mình nó nghĩ như vậy. Hay là thậm chí Phật tử ăn chay, mình ăn chay, ngày hôm đó là mình kho đậu hũ, mình đã vô mình ăn rồi, xong đi xuống lấy thêm miếng nước tương, thấy đứa con nó đánh dậy cá, nó đập đầu chưa chuẩn, mình nói đập vậy chưa được, con nắm ngay đây đập chỗ này. Thật sự trong cái vô tình mà mình không bao giờ mình nghĩ tới. Nhưng mà quý vị là mình sống theo cái tập khí gì? Tập khí sát của mình. Chứ không có tội lỗi, nhưng mình sống theo cái tập khí sát của mình. Hoặc là đôi khi á, con nó đem cái đó về,
Mình hỏi là sao chi mua chi nhiều vậy con? Nó dạ không có má, cái này người ta cho. Ủa sao con hốt không nhiều? Hồi mới tức thì mình biểu là mua chi nhiều, nhà đâu có xài dữ mà nghe miễn phí này, sao lấy ít vậy? Không có tội lỗi, nhưng những lúc đó là những lúc chúng ta có cơ hội nhìn lại cái tập khí tham của mình. Vậy thì mình tu á, mình tu theo Phật á, là khi mà mình trở về cái gốc, mình thấy được cái gốc căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi vân vân, nó nằm ở tìm ở ẩn ở bên trong. Nó vừa sanh khởi là mình nhận biết. Để làm gì? Để mình nương vào cái pháp, để mình khéo giữ thân và khẩu của mình. Pháp Hòa ví dụ như hôm nào con của mình đó, nó đi đâu về mà nó trầy chân, nó trầy mặt, bầm mặt, nói ai đánh? Dạ bạn con đánh con. Sao mày ngu quá vậy? Mày để cho ta đánh. Mà mình không hỏi tại sao. Cái câu nói kế tiếp của mình là sao ngu quá để cho người ta đánh. Thưa đại chúng, tất cả những cái đó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói những cái đó để chúng ta tu là để chúng ta có cái tuệ giác, chúng ta thấy cái đó. Cái thân khẩu của chúng ta nó làm gì và tại sao chúng ta phải học Phật. Đây là cái đức lành thứ hai của người Phật tử, là chúng ta khéo giữ thân khẩu. Chính vì vậy mà chư tổ dạy chúng ta tụng kinh. Tại vì mình ngồi một giờ mình tụng là mình tịnh được cái thân. Cái miệng mình thay vì mình phone, mình nói này nói kia. Chị bữa nay tôi không có đi chùa, chùa có gì lạ không? Sao tôi nghe đó? Sao mà chị ở đó từ sáng chiều mà chị không nghe gì trơn vậy? Thì bây giờ mình bắt đầu mình ngồi mình tụng một thời kinh đó, là mình tịnh cái khẩu. Mặc dù ý chưa tịnh à, thỉnh thoảng mình tụng mà mình có đi chơi á, mình nghe chỗ nào bán đồ rẻ là chỗ nào thế nào thế nào, thỉnh thoảng ý mình có rong chơi ngoài miền phương ngoại, nhưng mà ít nhất lúc đó thân khẩu cũng được tịnh. Hay là quý vị ngồi niệm Phật, hay là quý vị trì chú, hay là quý vị ngồi thiền, hay là quý vị sám hối, nhất quý vị cứ tu một ngày 15 phút cũng được, 20 phút cũng được. Mà thời khóa đó là thời khóa giúp cho mình tịnh hóa thân và khẩu. Đó là cái đức lành thứ hai của người cư sĩ Phật tử. Đồng vui cộng khổ với chư Tăng, khéo giữ gìn thân khẩu. Mà hai cái này thưa đại chúng, nó là cái đi liền với mình đó. Phải qua ví dụ bữa nào mình đi đến cái mình đi xuống bếp á, mình thấy chị bạn mình mà chiên nấu gì cái là cái tay mình làm gì? Chị làm gì? Chị bóc miếng xé thử. Đó, quý vị thấy là cái thói quen của mình là thấy là phải thử. Bóc miếng thử, và sau khi thử rồi gì nói tiếp? Một là khen ngon, hai là chê mặn, chê lạc, chê gì đó. Thấy là phải bóc ăn. Cũng y như mình, thấy là phải nói. Chị có thấy nó chưa? Bữa nay chị lên chị coi nó đi chùa mặc đồ thấy ghê lắm. Chưa thấy hả? Tôi mới thấy đâu, tôi hỏi ơi. Tức là mình theo cái thói quen đó rồi. Thật sự những cái đó nó nói để không phải là mình chỉ trích hay là mình nói vậy để mình tội lỗi. Không có tội gì, nhưng mà tu, nhưng mà những cái lỗi đó mình chưa trừ thì tội bắt đầu nó sanh. Tại vì bắt đầu lâu ngày nó thành một cái tập khí. Nó thành một cái tập khí. Con người chúng ta ai cũng có tập khí. Tập khí là gì? Là cái thói quen. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái thói quen tốt thì cái đó gọi là tập khí thiện. Còn nếu chúng ta không khéo thì chúng ta có nhiều cái tập khí dở. Khéo giữ gìn thân khẩu. Cho quý vị niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú. Thưa đại chúng, quý vị cứ hành trì. Ai có nói gì thì nói. Thậm chí người ta nói tụng không hiểu tụng chi.
Tụng như con vẹt tụng làm gì? Đừng có nghe. Tại hồi nhỏ lúc Pháp Hòa mới bắt đầu tu, Pháp Hòa cũng nghe người ta nói vậy, Pháp Hòa cũng lập y vậy đó. Gặp người khác Pháp Hòa cũng nói vậy đó. Nhưng mà thiệt sự lúc đó mình nói bằng cái gì? Cái a dua của mình nói thôi, mà mình chưa thẩm thấu được cái ý nghĩa và cái sâu sắc của nó. Càng sống lâu trong đạo, càng thấy sự tụng kinh mầu nhiệm, thì Pháp Hòa thấy cái lỗi của mình. Hồi xưa cứ a dua nói mà không hiểu. Chính mình không hiểu cho nên mình mới tụng. Tụng riết cho mình hiểu, cũng giống như mình qua đây mà mới có ở có mấy ngày mà phải nói tiếng Đức vậy đó. Và đâu có ai biết cái khổ của em là trước khi lên thành phố đó hỏi thành phố đó tên gì. Để một lát mình nói kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy, mình đang ở chùa gì, thành phố gì, nói cho nó đúng. Rồi mấy em Phật tử mới nói thôi bây giờ con không có viết bằng tiếng Đức mà con phát âm rồi các thầy ghi theo tiếng Việt. Monchin gót tắc gì đó. Rồi nói xong phải khờ khờ cái nữa. Cho nó phát ra cái tiếng Đức chứ. Thì mình cứ nghĩ là ngôn ngữ phải học sinh ngữ mà. Đâu mà ngôn ngữ sinh ngữ mình học kiểu như mình phải học như vậy thì huống chi là Phật pháp. Cứ mỗi lúc mà mình thấy tại sao mình đối với đời mình được như vậy mà đối với đạo lại mình lại thờ ơ, thì tự nhiên mình trở về cái tâm hổ thẹn của một người Phật tử. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với quý vị, Pháp Hòa mà thấy ai tụng kinh rồi mà dù nùi nùi cái áo tràng vô vỏ, Pháp Hòa buồn dữ lắm. Trời ơi, tới hồi sổ cái áo tràng nó ra đó nha. Thôi. Nó nhăn nheo. Nhiều lúc mình thấy mình nhăn hơn nó luôn. Vậy đó. Mà hễ đi tiệc một cái coi, để thẳng ra ủi mà cầm lên ủi trật ủi lại. Mà ủi mà không có đủ như ấy nữa, phải xịt nước lên cho nó mềm mềm, nước nước ủi cho nó thẳng. Cái áo đi áo đời, áo đi tiệc mà mình còn trân trọng, mình ủi nó như vậy, thì tại sao chúng ta không trọng cái áo mà chúng ta trình diện mình trước Phật? Nhiêu đó thôi. Rồi mình có thấy là mình đối với cái đường tu vậy đó, mà đối với Phật lúc nào cũng nguyện cho con tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, cho con xa biển khổ nguồn mê, dạ, chóng quay về bờ giác. Không có sao, Pháp Hòa chỉ nói là nếu mình đối với đời được vậy thì tự mình phải hổ thẹn là tại sao mình chưa đối với Phật được vậy. Hay là đối với cái con đường chân thì Pháp Hòa nói ví dụ như khi mình mặc cái áo này vô, tự động mình phải thúc liễm thân tâm của mình thôi. Không lẽ mặc cái áo này vô rồi đi ra ngoài trước cửa chùa Thiện Hòa đây mà ngồi tréo chân phì phà điếu thuốc coi nó xấu lắm. Cái áo này mặc vô rồi là tự nhiên mình thúc liễm lại mình. Còn cái kia mà mặc vô là còn phải chỉnh, còn kéo, kêu cà vạt á, thế này thế kia. Không có sao, mình mặc quần áo là phải vậy. Thì mình cứ chỉnh cái áo đạo của mình nó cũng phải vậy. Có một lần Pháp Hòa ở chùa các chú tiểu á, chiều nào cúng cô hồn, mấy chú đi học về là bổn phận công phu chiều lấy cháo cung. Ở chùa là mấy người lớn đã nấu sẵn trong miếng cháo trong bình thủy rồi. Cái việc của các chú là chỉ cần trút cái chén cháo đó ra rồi rửa cái bình thủy lên rồi đi cúng thôi. Vậy mà trút xong cái chén cháo rồi để yên cái bình thủy đó không rửa. Pháp Hòa đi về, Hòa thấy. Pháp Hòa nói chiều nay mình ăn cơm xong không rửa chén, để cái chén đó ngày mai mình ăn tiếp. Rồi ngày mai mình cũng không ăn xong cũng không rửa chén, để đó rồi ngày mai mình ăn tiếp. Mấy chú nói vậy dơ chết. Pháp Hòa nói tại sao con ăn cái chén rồi con biết rửa, vì con sợ dơ, mà cái chén cúng này con không rửa.
Nếu mình biết thương mình sạch, mình kỹ lưỡng cho mình như thế nào thì mình phải đối với người cũng phải thế. Đó là cái tâm hạnh của người tu. Hay nói một cách khác hơn, đó là tâm hạnh của tất cả những người con Phật. Mình biết thương mình thì mình biết thương người. Mình biết tự ái thì người cũng biết tự ái. Mình biết buồn phiền thì người khác cũng biết buồn phiền. Mình cũng không thích nghe những lời khó chịu thì tại sao mình lại nói những lời khó chịu với người khác? Chỉ nhiêu đó thôi là tự động chỉnh cái thân, cái khẩu của mình, và đó là lợi ích hay đức lành của người đệ tử Phật. Cho nên mình, thưa đại chúng, mình học Phật á, không phải để rồi khi nào mình chết, để rồi lợi đưa đưa như vậy, có tay mình có mềm không? Co tới co lui, có chân có mềm không? Lúc còn sống đây mà thân tâm chưa mềm mỏng, ứng xử trong đời thì đợi chi lúc chết rồi để rồi thân mềm rồi kêu đi cực lạc. Cái đó gọi là kêu là vãng sanh. Nếu mình còn sống mà mình biết mềm mỏng trong mọi hành xử của mình thì cho dù có chết nó lạnh ngắt, nó cứng đơ cũng không sao hết. Tại vì cái đó là tùy nghiệp vãng sanh. Tùy nghiệp vãng sanh và tùy nghiệp thọ sanh. Biết mình có đủ phước để được ban hộ niệm tới niệm cho mình 8 tiếng không? Mà nếu nghiệp mình nặng 80 tiếng cũng chưa chắc mình đi nữa, chứ đừng nói là 8 tiếng. Đừng có bảo đảm là 8 tiếng là vong, vậy là mình đâu cần tu. Cứ đợi, cứ sống đi, cứ dậy đi, rồi cứ ký tới gần chết kiếm ta người niệm cho 8 tiếng. Ở cái người mà sắp chết á, cái người mà niệm xong nó trời ơi tôi niệm bả xong tôi muốn gần chết luôn. Là niệm xong cho cái người mà sắp chết hay chết rồi, niệm mệt gần chết luôn. Quý vị thấy cái đức lành thứ hai của Phật tử là chúng ta thanh tịnh được thân khẩu. Và thanh tịnh bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta đối với cái tướng thì chúng ta hành trì Phật Pháp bằng cách là tụng hay là có một thời khóa nào đó. Cái thứ hai là chúng ta phát triển cái thiền quán, là chúng ta nhận ra những cái tâm hành hiện khởi của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Cái đức lành thứ ba là chúng ta lấy Pháp làm tâm. Đa số chúng ta sống, chúng ta lấy những cái ứng xử thế gian thôi để chúng ta làm cái chất sống mà chúng ta hành xử. Nhưng mà nếu mà đại chúng mà lấy Phật Pháp mà ứng xử, quý vị sẽ thấy hay lắm. Ví dụ như á, cái người đó gặp mình không bao giờ chào, nhưng mà mình gặp người đó mình cứ chào. Tại vì mình gặp người đó mình chào là mình đang lấy Pháp làm tâm mình, chứ không lấy cái tướng trạng phàm phu. Người ta chào không chào để lấy làm cái Pháp của mình. Mình nói chị coi đó, nó gặp tôi nó không thèm chào, bởi tôi ghét tôi đâu có chào lại. Như vậy là mình lấy cái Pháp của họ làm cái Pháp của mình, phải không? Nó không chào tôi bởi tôi ghét tôi đâu có chào lại. Tôi mời nó ăn 2 lần mà có bao giờ nó mời tôi ăn đâu, bởi tôi ghét tôi đâu có mời nữa. Ta mình lấy cái Pháp của chúng sanh, của phàm phu, của cái người thế gian làm cái Pháp của mình. Vậy mà lúc nào mình cũng nói con về nương tựa Pháp. Bây giờ nếu dịch ra tiếng Anh là con về nương tựa friends, nước Pháp. Chứ không phải Phật Pháp. Cứ qua Pháp ở hết là nương tựa Pháp. Cho nên cái đức lành của người Phật tử là mình biết lấy cái Pháp làm tâm của mình. Ở trong kinh hay kể những câu chuyện, ông vua Xà Thế á, ông cho con voi sai, nhớ không? Câu chuyện vua Xà Thế hợp tác với đề Bà Đạt Đa hại Phật đó. Nó con voi sai mà nó đi ra, nó định ủi Phật. Vậy cái Phật đưa tay lên, vậy cái nó xà cánh sáng, con voi nó phục xuống. Trời ơi, vậy là mình tu để mà có gì? Có thần thông.
hay là mình nói theo phim kiếm chữ kiếm kiếm hiệp là gì đó, có nội lực, công lực gì đó. Thưa đại chúng, cái đó chỉ là một cái ý thôi. Con voi là tượng trưng cho cái sức mạnh của tạo nghiệp. Mà cái sức mạnh tạo nghiệp rồi là nó tỉnh hay nó mê? Nó mê. Mà nếu mà nó quỳ trước một cái sức tỉnh của cái người mê, mà ở trước mặt của một người giác và đầy lòng từ bi, cái người giác là Đức Phật, bàn tay của Ngài là tượng trưng cho từ bi, thì từ bi và trí tuệ đến đâu thì cái người mà họ có hung hãn cỡ nào đi nữa thì họ cũng phải nương tay chút, cho nên quỳ xuống trước Phật. Bây giờ mình không ứng xử sao mình biết cái đó nó linh hay nó không linh? Phật có linh không phải ở cái chỗ là mình nhét cái tờ vé số với cái lư hương là mai mình trúng 20 là Phật linh, không phải. Phật có linh hay không là mình có ứng dụng lời Phật dù chỉ một chút trong cuộc sống của mình thôi, quý vị cũng thấy vui lắm. Thí dụ hôm nào mà mình nhịn được một cái người mà họ dữ ghê vậy đó, quý vị vui lắm á. Tại vì mình thấy trời hôm nay á, nó mắng xả mình vậy mà tự nhiên mình nhịn được nó, mà mình thấy tâm mình bình an, mừng với cái đó, vui với cái đó. Cái đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Bữa nào mình ăn cơm mình cũng đọc câu đó đó. Nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Nếu đến giờ ăn, cầu cho chúng sanh lấy thiền định làm thức ăn, gọi là thiền duyệt vi thực. Lấy cái vui thiền định làm thức ăn của mình, lấy sự nghe pháp làm món ăn sung mãn đầy đủ của mình. Hòa hay kể câu chuyện Thánh Gandhi. Ông bước lên xe lửa, lỡ chân ông rớt chiếc dép. Lên tới toa xe lửa rồi, ông lột chiếc dép, ông ngó ra, ông quăng trở lại cái chỗ hồi nãy ông rớt. Người ta hỏi ông làm vậy làm chi vậy? Ông nói bây giờ tôi rớt một chiếc dép rồi, cái người nào lượm được một chiếc dép cũng có xài được đâu. Mà tôi giữ một chiếc dép này cũng có xài được đâu. Thôi tôi giục lại đi, có ai lượm lượm luôn hai chiếc xài cho nó khỏe. Quý vị thấy cái câu chuyện đó là cái người sống mà lấy pháp làm tâm mình. Và đa số là chúng ta lấy, mà hễ mà rớt chiếc, trời ơi, kêu nó ngừng lại được không. Rồi cái coi ai ở toàn sao nó lụm giùm tôi chiếc dép. Chứ đâu có nghĩ ra là thôi bây giờ mình đằng nào xe lửa nó cũng lăn bánh rồi, mà người nào lụm một chiếc cũng đâu có xài được, mà mình giữ chiếc này cũng có xài chi. Thôi thì dục lại đó để ai lụm cả hai. Pháp Hòa nhớ có một lần Pháp Hòa đến một cái nhà, hai ông bà cũng vui lắm, giận nhau là viết giấy chứ không bao giờ nói chuyện. Bữa đó không biết ổng để cái hàm răng giả ở đâu á, mà ổng hỏi thầy có thấy không. Mai là ổng hỏi hàm răng giả đó, chứ mà ổng để cái đồng hồ mắc tiền mà ổng hỏi tôi để đâu rồi, thầy có lượm không, là mệt. Sau đó rồi Pháp Hòa đi tới lui, thấy ông để tờ giấy, ông nói bà có lượm hàm răng giả tôi, bà trả thì tôi đưa bà 20. Rất là vui, tức là mình thấy những cái cảnh cuộc đời nó có những cái, thì quý vị mới thấy là những cái sống của chúng ta là vậy. Khi mà chúng ta mất một cái gì thì chúng ta sẵn sàng. Có nhiều khi mình mất xong mình còn ghi giấy, ghi đồ, mình điều tra nó kiếm lại. Cái đó là cũng bình thường. Nhưng mà ở trong cuộc đời có những cái khi mà mình bị chạm đó, thì mình ít khi nào mình nói thôi kệ, nhịn nó đi cho nó qua việc. Hay là nói mình nói thôi kệ, nít mà hơi đau trách nó. Nhưng mà ngược lại mình nói sao, con nít sao được, nó hổ kiểu đó. Tức là mình luôn luôn mình thấy cái điều dở ở nơi người khác, mà mình không lấy cái điều cao hơn chút để đưa cái chất của mình lên. Ví dụ như con nít mà nó hổ, mà mình người lớn á, mình tha thứ được nó, có phải người lớn mình thượng không?
Mà nói theo ngoài đời chúng ta nó lấy chén kiểu mà đi chọi với chén đá, thì cái chén đá nó có bể 10 chén cũng chưa chắc nó bằng một cái chén kiểu của mình. Cho nên một cái vị, một cái người xuất gia cũng vậy. Khi mà mình đi thọ giới rồi đó, quý vị biết ngoài 250 giới mình phải tiếp nhận đó, một vị xuất gia phải thọ 4 điều cả đời phải làm. Suốt đời này người ta chửi mình không chửi lại. Suốt đời này người ta có chọc ghẹo chế giễu mình không chế giễu lại. Suốt đời này người ta có mắng mình không mắng lại. Chứ không bao giờ mà mình đi ngang rồi người ta chọc ghẹo mình rồi mình kiếm cách rồi mình đọc mình chạy chọc lại họ đâu. Mà người đời là đa số người ta thấy mình là người ta phải chọc thôi. Chẳng hạn như là ba cô đội gạo đi chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Nhưng mà nếu mà mình là cái người mà mình gọi là đánh đá đó, tức là mình sẽ đáp lại, nhưng mà không, mình cách nói à không sao. Người ta nói cái sự thật của một con người là sư về sư ốm tương tư, nhưng mà rốt cuộc cái câu này vẫn là khen chứ không chê. Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu, nghĩa là sư còn tu. Còn nếu mà ốm lăn ốm lóc mà sư ra đời đó là bắt đầu mệt. Mặc dù cái lời nói người ta là lời nói không hảo, nhưng mà mình đừng nghĩ nó bất hảo, thì tự nhiên cái tâm mình an và mình đưa cái chất thiện của mình. Mình cứ sống như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó không, nếu như mình có ăn thua đủ với người đó cũng chẳng ai khen. Nhưng mà nếu mình nhịn được người đó thì cái đức mình nó sanh. Thưa đại chúng, ở đời không có gì hơn cái đức. Mà thậm chí chúng ta thường nói cái câu là có đức mặc sức mà ăn mà. Tại quý vị thường nói là thôi đừng có lo gì hết. Người mà có đức rồi thì tất cả những cái, thậm chí mình có nói đức năng thắng số nữa mà. Chứ không có cái gì qua cái đức. Chứ Phật tử ở đức nhiều quá. Vì cái đức đó là gì? Bởi vì cái đức đó là cái do chúng ta ngôn hạnh mà thành. Lời nói, ý nghĩ và hành động do cái hạnh mà sanh đức, cho nên kêu hạnh đức. Hồi xưa người ta nói để tiền của lại cho con cái chưa chắc con cái nó sử dụng hoặc nó giữ gìn, để sách vở lại cho con cái chưa chắc con cái nó đọc, chi bằng để cái đức lại cho con cái, vì thấy nó mờ mờ như không có gì, nhưng mà thật sự đó là cái kế lâu dài, trường cửu và hay nhất. Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất năng dự, năng thủ. Chưa chắc con nó giữ gìn kim ngân gì cho mình. Để sách vở lại cho con cái chưa chắc gì con cái nó đọc, nhưng mình để cái đức lại cho con. Vậy thì những cái gì mà đại chúng tu như nãy giờ và nói là cái đức lành của một Phật tử. Mình quy y rồi tự nhiên mình biết mình là Phật tử, thì mình gò mình ở trong cái khuôn của một Phật tử. Chia sẻ tùy theo khả năng, đó là chúng ta biết dứt cái ác mà làm cái lành bằng cách là mình chia sẻ với tất cả mọi người trong cái khả năng hoàn cảnh của mình. Pháp Hòa thường thưa với đại chúng, Pháp Hòa rất sợ và không dám dùng hai chữ, không dám nhận mình là một vị giảng sư. Bởi vì xưa thật là từ lúc Pháp Hòa đi xuất gia ở Canada cho đến giờ phút này, bản thân Pháp Hòa không có được đi học có trường có lớp. Pháp Hòa chưa biết cái lớp Phật học ra làm sao, mà cũng chưa có một cái bằng cấp nào ngoài cái bằng lòng.
Nói thầy có bằng gì không? Nói dạ có cái bằng lòng. Bằng lòng cái gì? Bằng lòng với cuộc đời của mình, bằng lòng với những gì mình có. Bây giờ mình không được đi tới trường, trường lớp ở đâu, thì thôi mình cứ tu, rồi mình cứ học, rồi những cái gì mình trải nghiệm trong cuộc sống thì mình thưa thôi. Cho những gì Pháp Hòa thưa với đại chúng là từ ở trong lòng, tận lòng Pháp Hòa. Pháp Hòa tu làm sao, học làm sao, chuyển hóa được mình sao mà nói cho đại chúng nghe, để chúng ta cùng nương tựa, nâng đỡ với nhau tu. Chứ Pháp Hòa không phải đi giảng, đi diễn gì hết. Mình không phải giảng sư, mà cũng phải là pháp sư. Cho mình tùy, mình bằng lòng, mình chia sẻ với mọi người theo khả năng của mình. Có điều là có nhiều khi mình có khả năng mà mình giấu đó, cái đó dở. Tại vì mình giấu riết rồi mai mốt này để lại cho ai? Cho nên đại chúng có cái gì hay mọi người cùng chia sẻ. Mà quý vị để ý ha, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như trong chùa mình có 20 Phật tử thường tới lui nấu ăn. 20 người là sẽ có 20 cái món ăn mà đặc biệt của vị đó. Mà nếu mà mỗi người chịu khó chia sẻ cái công thức của mình thì mãi mãi cái công thức đó nó còn. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói, nếu mình có 1 đồng, Pháp Hòa có 1 đồng, Pháp Hòa đưa quý vị 1 đồng, rồi quý vị cũng có 1 đồng, quý vị đưa Pháp Hòa lại 1 đồng, thì mãi mãi 2 người cứ 1 đồng với 1 đồng. Nhưng mà nếu có gì Pháp Hòa biết, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, rồi quý vị biết cái gì Pháp Hòa chia sẻ Pháp Hòa, là cả hai chúng ta có 2 cái kiến thức. Cho nên cái kiến thức á, mà nếu chia sẻ với nhau là tăng trưởng chứ không có lui sụt. Còn vật chất mà cứ 1 đồng trao 1 đồng thì mãi mãi ai cũng cứ 1 đồng mà không bao giờ tăng. Cho nên mình tùy hỷ chia sẻ theo khả năng của mình. Cái thứ năm là gì? Cái thứ năm, cái đức lành của người Phật tử là chúng ta cố gắng học hiểu giáo lý của Phật. Cái này quan trọng đó. Phật tử phải nghe Pháp. Tại vì mình có nghe Pháp á, mình mới hiểu Phật dạy cái gì, cái nào đúng, cái nào sai. Để chúng ta đừng có mê lầm và chúng ta biến đạo Phật thành một cái đạo giáo mà người ta cứ nghĩ là toàn là mê tín. Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị đi chùa thắp nhang, hôm nào cây nhang có công cũng bình thường, chứ đừng nói trời Phật linh, Phật chứng. Chị thấy không? Nó thắp nhang nhiêu gãy hết trơn, tôi thắp nhiều tới đâu công tới đó công, nhang công kêu Phật linh. Phật đâu có quẩn ngồi đó cho cây nhang nó công. Không bao giờ có chuyện cây nhang công mà Phật gọi là Phật chứng. Phật tử là không nói cái đó, người ta không hiểu ta nói được. Phật tử là không nói cái chuyện cây nhang công. Phật tử là không bao giờ nói đừng có mở băng niệm Phật ở trong nhà. Mình niệm Phật vậy đó rồi vong linh nó vô nó nghe, bởi nhà xào xáo hoài, thấy không? Niệm Phật nếu mà vong linh nào có nghe tiếng niệm Phật thì họ phải tu Phật chứ tại sao? Rồi bây giờ mình mở 3 cái nhạc action hoài trong nhà đó, rồi không lẽ ma nó action theo? Bởi vì nếu mình nói là mở cái gì ma nó nghe làm theo đó, mà tự nhiên nghe niệm Phật mà nó làm nhà xào xáo, rồi nếu mà mình mở 3 cái nhạc kích động, 3 cái nhạc giật hoài, không lẽ ma nó giật theo? Phật tử là không nói cái điều đó được. Phật tử là không có chuyện cử kiên chụp hình 3 người. Ta đang chụp 3 người vậy, để tôi chạy vô cho đủ làm 4. Cái đó tại mình muốn chụp, mình nói để tôi chủ vô cho 4 người, chứ mắt chứ nên chụp cử chụp 3. Tại sao cử chụp 3? Mà Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng 3 mà mình cũng lại vậy. Rồi đi ra chợ Tàu thấy cái bộ Phước Lộc Thọ 3 người cũng mua về chân đầy nhà vậy. Mà sao mình không sợ mà chụp hình 3 mình sợ? Không có cử kiên cái đó. Khi mà Phật tử mà học Phật, hiểu đạo một cách sâu sắc rồi, là nếu mình không nghe Pháp thì mình sẽ bị những cái đó nó chuyển mình. Rồi tối ngày mình tu mà mình cứ bị động bởi những cái chuyện rất là tức cười như vậy. Rồi cái người mà người ta chưa tu á,
Người ta thấy mình rồi ta nói thôi tôi ngán cái đạo này lắm. Vì cái đạo tu mà không yên, biểu là tu ngồi thiền thành Phật, mà rốt cuộc là cứ gì đâu. Thành ra người Phật tử không nên có những cái đức tin đó. Mà nếu mình không nghe Pháp làm sao biết Phật nói gì. Trong kinh Địa Tạng quý vị tụng chưa? Chưa hề câu nào, chưa hề một câu nào trong kinh Địa Tạng nói đừng có tụng kinh Địa Tạng trong nhà. Tụng kinh Địa Tạng trong nhà thì vong linh nó vô, rồi nó ở trong nhà mình. Kinh Địa Tạng không nói câu đó, mà tự nhiên mình thêm câu đó vô. Thấy người ta tụng kinh Địa Tạng biểu đừng tụng. Kinh Pháp Hoa chưa hề có câu nào nói đừng tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa nóng tánh. Trời đất ơi, nếu như vậy ai dám tụng? Rồi có nhiều người nói tụng chú Đại Bi á, là tâm từ bi mình phải lớn. Cho nên nếu mà mình mà tâm từ bi mà không lớn mà tụng chú Đại Bi á, mai mốt khùng. Vậy mấy ông thầy khùng hết. Thầy nào cũng tụng Đại Bi từ nhỏ tới lớn, mà bất cứ thời kinh nào cũng tụng chú Đại Bi hết. Cho nên những cái đó mà mình không có nghe Pháp, mình không có học Phật là đó, mình bị những cái gì, những cái lặt vặt đó nó làm cho mình khổ. Cũng y chang như mình ngồi ăn một món ăn vậy. Pháp Hòa ví dụ như chiều nay chùa Thiện Hòa mà sau khi buổi sinh hoạt này đãi phở. Ví dụ như chiều nay mà đãi phở mà giờ đông quá, mà trời mùa đông không có mua kịp được cái lá quế, mà bây giờ mình ăn quế hay ăn phở? Ăn phở. Vậy mà thiếu cọng quế này, đãi phở mà không có quế. Rồi cũng ăn hết muỗng phở mà không có quế. Rồi rốt cuộc hết tô phở mà cũng cọng quế, mà thật sự là đang ăn tô phở đó. Quý vị có thấy mình khổ ở cái lặt vặt không? Mình khổ ở cái lặt vặt, mà cái chính là mình ăn tô phở. Thì Pháp Hoàng nói cái chuyện đó rồi cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy. Cái mục đích chúng ta học Phật tụng kinh là để minh Phật chi lý, chứ không phải để chúng ta tin những cái điều vặt vãnh như vậy rồi tự làm khổ mình và tự làm cho những đồng đạo, những người khác cũng hoang tưởng mê tín giống mình. Đừng có những cái niềm tin đó. Và quý vị cũng đừng có nghĩ rằng ăn chay phải như thế này, mình tu phải như thế kia, tụng kinh phải đầy đủ vậy mới kêu là tụng đủ, mà lỡ mình bớt một hai bài kêu tụng thiếu. Tu Phật là mình tùy những cái thời khóa, là tùy theo khả năng của mình, thời gian của mình. Cho nên mình phải học giáo lý. Giáo là gì? Giáo là lời dạy. Lý là gì? Lý là lẽ thật. Học giáo lý nghĩa là học cái điều sự thật, lẽ thật. Cho nên có người ta hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con sắp sửa làm việc đó, Đức Thế Tôn có cách nào coi ngày tốt, tháng tốt giùm con không? Quý vị biết Phật trả lời làm sao? Ngày nào mà tâm mình nghĩ tốt, miệng mình nói tốt, thân mình làm tốt thì ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó tốt. Nếu mà mình nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy thì ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó xấu. Vậy khỏi coi ngày. Có cuốn lịch nào mà để là hôm nay tốt ngày ăn trộm không? Không có cuốn lịch nào mà nói câu đó hết á. Có nhiều người người ta cử đến mức độ là người ta đặt vé máy bay, người ta mua đó, mà người ta lựa coi ngày kỹ lắm, phải đúng cái ngày đó và giờ đó người ta mua vé máy bay đó. Ta sợ đến mức độ như vậy, thành thử ra cử riết không làm gì được hết. Rồi thí dụ bây giờ một cái đám tang mà một cái gia đình nào đó, người ta 30 người ghi hết, 30 người, 15 người con thì phải nhân ra nữa, vợ với chồng cái 15 người, rồi mỗi người hai đứa con nữa. nhân ra coi riết rồi cử này, hãy cử tuổi này phải tránh tuổi này, riết khỏi làm gì hết. Đã chết rồi cử gì nữa.
Mà nếu mà nói trong khoa bói toán á, đa số quý vị để ý coi, toàn là nói coi tuổi chứ toàn là tránh cho mình. Mặc dù rất là thương ba, rất là thương mẹ, mà hễ coi ngày mà ông thầy ông nói ba chết ngày xấu lắm, mình hỏi thầy có cách nào ém ba con không. Mặc dù mình coi ngày mình nói mình thương ba, nhưng mà mình tất cả những cái ngày giờ mình coi là lúc nào vì mình không à. Làm sao mà con cái làm ăn cho tốt, nhà được mạnh giỏi, cái gì cũng cho mình hết. Cho nên thưa đại chúng, ai muốn tin thì đó là tùy, nhưng mà trong Phật giáo là không có cái đó. Chứ Pháp Hòa không nói là không bài xích gì hết, ai muốn làm gì đó là tùy. Pháp Hòa chỉ xác định đạo Phật không có cái đó. Nếu mình tin theo Phật thì chỉ cần mình giữ gìn ba nghiệp cho an tịnh thì ngày tháng năm nào cũng là tốt hết. Đời này mình an lành, chết cũng an lành. Vì tất cả tội nghiệp do thân khẩu ý mà ra, tất cả phước thiện cũng do thân khẩu ý mà ra. Thí dụ như miệng mình mà không nói tốt thì mình nói xấu, mà nói xấu thì tạo nghiệp khẩu. Cho tất cả thiện lành cũng từ thân tam nghiệp của mình, mà tất cả lỗi lầm cũng từ tam nghiệp của mình. Cái thứ sáu, đức lành của một người Phật tử là có chánh kiến. Là như nãy Pháp Hòa nói, mình học Phật là sao có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng đắn, cái thấy không có sai lệch. Ở trong kinh Dược Sư á, đây nè, nhìn cái đàn Dược Sư nè, có 12 ông đại tướng đã đứng ở dưới, phải không? Phải vậy không? Quý vị hiểu ý nghĩa 12 ông đại tướng đó không? Một năm mình có mấy tháng? Trong cái số tuổi của chúng ta có bao nhiêu tuổi? Một bao nhiêu con giáp? Nếu mà chúng ta sống tháng nào cũng thiện cũng lành, đừng lo, có 12 ông đó bảo hộ cho, khỏi coi ngày. Mà trong kinh Dược Sư còn nói khi mình sanh ra đó là có một ông thần đi theo. Ai nhớ tên ông thần đó không? Ông thần gì? Ông thần Câu Sanh, phải không? Tụng Pháp Hội Dược Sư rồi mà. Hay là chỉ đưa tên vô thôi, thầy tụng thầy làm gì làm. Ông thần Câu Sanh đó là tượng trưng cho cái nghiệp cùng sanh với mình. Câu là gì? Câu là cùng. Câu sanh là cùng sanh với mình. Mà ông thần đó là ai? Đó là nghiệp lực của mình đó. Mình vừa sanh ra là có ông thần đó đi theo rồi đó. Ông thần nghiệp đó ông theo đó. Rồi hai vị Bồ Tát bảo mà đứng hầu Phật Dược Sư tên gì? Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật Quang là tượng trưng cho ban ngày, mà Nguyệt Quang là tượng trưng cho ban đêm. Nếu mình sống mà bằng cái đức hạnh của Dược Sư thì lo gì ngày đêm không an lành, có hai Bồ Tát đó đi theo. Mà trong kinh Dược Sư còn nói á, là có 8 vị Bồ Tát dẫn đường cho mình. 8 vị Bồ Tát đó là gì? Đó là bát chánh đạo. Có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định thì lo gì không, không được đi vãng sanh cực lạc. Sống thì có Phật Dược Sư lo, mà mất thì có A Di Đà lo. Dược Sư là tượng trưng trong một cái, Dược Sư là phương đông, mà phương đông là tượng trưng cho mặt trời mọc, mặt trời mọc là tượng trưng cho sức sống. Di Đà là ở phương Tây, mà phương Tây là tượng trưng cho mặt trời lặn. Mà cái chỗ lặn có nghĩa là khi chúng ta trở được về dưới cái tịch tịnh của mình. Cho nên lúc sống ban ngày là chúng ta phải hành tất cả những thiện nghiệp, cũng giống như mình đem thuốc cho mọi người vậy. Lời nói của mình, hành động của mình, ý nghĩ của mình lúc nào cũng phải có chất của, chất dược là chất thuốc. Nói ra mà người ta nghe như độc tố, còn nếu mình nói ra mà nghe thành sinh tố. Cho nên mình uống sinh tố mà toàn là toát ra độc tố không. Vậy thì mình uống sinh tố nó vô bổ. Cho nên mình làm sao mình phải có chất, chất dược ở trong người. Cho nên mình lễ Phật Dược Sư.
Lễ Phật Dược Sư là mình tại sao phải thắp đèn trước Phật Dược Sư? Đèn là trí tuệ. Người mà có trí tuệ là có biết thuốc gì để ứng xử. Cho nên nguyên một ngày mình sống, lúc nào lời ăn tiếng nói của mình cũng tỏa ra chất dược hết. Rồi ban đêm mà về, tối về mình đóng cửa phòng, mình nằm xuống mình ngủ, mình tĩnh lặng với một mình, an tịnh. Hôm nay tôi không nói ai khổ, tôi không làm ai buồn, đời sống của tôi an lạc, trở về với được tự tánh của Di Đà. Vậy thì sống ở phương Đông mà chết về cực lạc, có cần làm gì nữa không? Đâu có cần đợi cực khổ mà tu, đợi tới ngày đi cực lạc. Cực lạc ngay trong cái giây phút mỗi tối mình nằm xuống. Có ai bảo đảm mình nằm xuống mà rồi ngày mai mình trở lại sống được không? Không bảo đảm. Bởi vì sao? Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Xét người thế mê chi lắm nhẹ, sánh phong quan phô vẻ y quan. Kẻ khờ cũng học đài trang, để lòng điên đảo theo đàn sắc thanh. Chứ ban ngày mình sống mình có chất dược ở trong người. Mà chất dược ở trong người thì lúc nào mà không có 12 ông đại tướng đi theo ủng hộ cho mình. Rồi quý vị cũng đừng lo tuổi tí, tuổi dần, tuổi gì, tam tai gì. Tháng nào cũng có cái ông đó ông đi theo. Tuổi gì cũng có một ông đại tướng, cung tỳ la đại tướng, bạc chiếc la đại tướng. Con người mình ai cũng nằm trong 12 con giáp, thì 12 con giáp có 12 ông đó ông lo. Vậy thì mình làm Phật tử khỏi lo. Các vị Phật Bồ Tát hợp đồng lo cho mình hết rồi. Giờ mình chỉ làm một việc thôi, nương theo lời dạy của Ngài để mình tu. Mà mình sống được như vậy, Đời sống gia đình mình có an hòa. Cho nên Pháp Hòa đi đâu mà Pháp Hòa thấy vợ chồng cùng đi chùa, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì Pháp Hòa biết đó là một dạng trong kinh Phật gọi là xứng đôi. Vợ chồng cùng đi chùa, cùng hiểu Phật Pháp, cùng tu với nhau. Dạ, chuông báo hết giờ. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, là hôm nay trong cái sự gọi là đột xuất, cho nên chúng ta mới đột nhập đột nhập về chùa Thiện Hòa để chúng ta có một buổi nói chuyện chiều hôm nay. Thật là một cái niềm an ủi và rất vui cho Pháp Hòa, là những gì chúng ta không dự trù nhưng mà tự động nó có, cũng giống như trong kinh nói đó. Điều mà chúng con không bao giờ nghĩ đến mà chúng con lại được, đó là chúng con được giáo pháp của Phật. Chúng con không bao giờ nghĩ đến là hôm nay chúng con được một cái cơ hội đi khắp nơi cùng chốn để kết duyên lành bồ đề quyến thuộc với tất cả Phật tử. Mà ngày nay được thì thiệt là không còn gì để mà gọi là phiền muộn nữa. Đó là một hạnh phúc lớn cho người tu, đời tu của mình. Hôm nay chúng ta được ngồi đây, chúng ta cùng ôn lại những gì Phật dạy. Và thưa đại chúng, đây là những cái phẩm chất hay những cái đức lành của Phật tử mà trong kinh Đức Phật đã nói. Rồi Pháp Hòa trích những cái đoạn này ra để hầu chuyện với quý vị và chia sẻ với quý vị, để rồi bên về mình kiểm. Quý vị ngồi, quý vị kiểm lại nãy giờ nó ồ. Lâu nay mình làm Phật tử mà mình được những cái điểm nào mà Phật đã nói. Nếu điểm nào chưa được, ráng làm cho được. Điểm nào được rồi, làm nó tăng trưởng. Đó là tinh tấn. Bây giờ học chữ tinh tấn là định nghĩa chữ tinh tấn. Điều thiện chưa sanh, làm cho nó sanh. Điều thiện sanh rồi, làm nó tăng trưởng. Điều ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Điều ác đã sanh, tìm cách chấm dứt. Đó gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn điều siêng năng cần mẫn chân chánh.
chị đánh nó chưa? Nếu chưa tôi đánh giùm chị. Cái đó cũng một dạng tinh tấn. Chị nghe này chưa, tôi kể chị nghe, hấp dẫn lắm. Mình cũng siêng, nhưng mà siêng những cái không cần thiết. Thì thôi, bây giờ mình là Phật tử rồi, tự động chúng ta thấy rằng chúng ta không còn đủ thời gian nữa. Thưa đại chúng, cuộc sống mà hiện tại bây giờ càng làm cho Phật Hòa thấm một câu trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói một câu như thế này: tam giới bất an do như hỏa trạch, ba cõi không yên như ở trong nhà lửa, ở trong cái lò lửa. Bây giờ mình thấy khủng bố khắp nơi, đi đâu cũng ớn, máy bay rớt bất cứ lúc nào, mà thậm chí rớt rồi cũng không kiếm được xét luôn. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng, là một miếng sắt kiếm cũng không ra, rồi cái xác này mà nếu nó nổ ở trên đó mà kiếm cũng không ra, thì có gì để chúng ta phải dành với giật? Có những lúc Pháp Hòa thiền, ngồi thiền, có những cái đó nó bật ở trong người mình. Có những lúc có tối và ngồi thiền mà những cái đó tự nhiên nó ở trong người mình. Rồi có một lần cái tự nhiên có một dạo Pháp Hòa cứ đau trong đầu, nó cứ lẩn quẩn một câu: ngày mai với cái chết, không biết cái nào tới trước. Mặc dù ngày mai nó sát bên, nhưng mà có những lúc chúng ta không có cơ hội sống tới ngày mai nữa, thì có cái gì để mà chúng ta phải hơn thua giành giật? Nói như vậy không có nghĩa đạo Phật dạy chúng ta bi quan, mà đạo Phật dạy chúng ta có một cái chánh kiến, nhìn thật về cái cuộc đời này. Nó không có ổn định bất cứ một cái hành trạng nào. Mà thật dạy gọi là gì? Tất cả các pháp, không có pháp nào cố định. Nhớ không? Tất cả các pháp, tất cả pháp là gì? Hiện tượng sự vật, không có hiện tượng sự vật nào cố định. Mà hãy càng bất an thì bắt đầu người ta càng có những cái phòng thủ. Mà mình nhìn những cái phòng thủ cái bắt đầu mình sợ sợ. Ví dụ ha, hồi sáng này là ngồi trên xe lửa, nhìn xuống thì thấy mấy ông lính nó cầm những cây súng đi vòng vòng. Thì Hòa xây qua hỏi em Phật tử: ủa chuyện gì mà có lính đây dữ vậy? Em Phật tử mới nói: tại ở đây là phi trường, mà nhất là những phi trường lớn, thì người ta phòng ngừa cái sự khủng bố. Thấy người nào nghi ngờ, mà mình là chỉ là người dân thường, mà thấy càng phòng hộ thì chúng ta lại càng sợ sợ. Quý vị thấy không? Cái y như hồi nhỏ vậy, thấy công an tới gõ cửa nhà là tim mình nó muốn nhảy ra ngoài, không biết chuyện gì. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Phật không hề dạy chúng ta bi quan, mà Phật dạy cho chúng ta lẽ thật của cuộc đời, để chúng ta sống mà bằng lòng với mỗi phút giây của chúng ta đang có với hiện tại, để chúng ta đừng có vọng tưởng. Ngày mai anh đi, biển vắng tên em gọi về. Mà nếu nói nữa, chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Thì chúng ta là những người con Phật, gặp nhau không gì khác hơn là chúng ta cùng ôn tụng lại những lời Phật dạy, để làm đậm lại những lời Thế Tôn dạy, và cũng làm đậm lại những cái hạnh lành nào mà chúng ta đã từng tu tập. Để chúng ta thí dụ cái gì mình đã có thì cứ nhớ là mình đã có được cái này. Thôi thì đúng như lời Phật, mình ráng làm nó đậm thêm chút. Quý vị thấy tu là vậy đó. Ngày hôm qua có một Phật tử Pháp Hòa viết cái tên trên tờ giấy mà viết chậm, chữ E thay vì tên của cô là chữ Y ngắn. Pháp Hòa viết nó cổ đọc cũng ra thành chữ E. Cô tới nói: thầy, thầy viết tên con Trật. Hỏi Trật là sao? Chữ này chữ tên con chỗ này phải là chữ Y ngắn chứ không phải chữ E. Mà nó dễ thôi, đưa cái viết đây chấm cái cục ở trên chữ E. Thì nói xong thì Hòa chỉ nói một câu thôi. Quý vị thấy tu có dễ không?
Tu là một sự chuyện sửa thôi. Trật thì sửa chứ có gì đâu. Viết không đúng thì mình sửa cho nó đúng. Đó là tu đó. Tu đơn giản vậy đó. Cho nên chỉ cần chỉnh, sửa, thêm, bớt, tự nhiên mình bình an. Thôi em đẹp hơn mà không lo nhìn, nhìn đó. Rồi quý vị cứ nhớ vậy. Cho nên những cái quý vị sẽ thấy rằng Phật Pháp đó, nó bàn bạc trải dài ở trên cái cuộc sống của mình, chứ không hẳn là ở trong chùa. Chỉ cần chúng ta nắm được cái then chốt của đạo Phật, cái chìa khóa của Phật giáo, thì chúng ta mở được tất cả các cánh cửa. Giống như quý vị xếp cái áo tràng, khi ra cái áo rồi nắm ngay cái sống áo tràng, tự động hai cái tay áo nó vô khớp, bốn vạt sau nó vô khớp. Nhớ khi xếp áo tràng phải xếp như vậy, nắm ngay cái phía sau này, cái xương sống cái áo tràng mình nắm được rồi thì hai tay nó vô khớp, bốn vạt nó sẽ vào. Chỉ cần mình nắm được cái chìa khóa của Phật học thì không có gì trở ngại. Thôi chúng ta hồi hướng. Trước hết con xin, trước khi hồi hướng, một lần nữa con xin tri ân thượng tọa trụ trì quý sư bà đã hộ niệm cho con trong buổi chiều hôm nay, và thật sự là rất biết ơn đại chúng đã không quản ngại đường xa trời lạnh, mà lại là ngày thường giờ giấc không như ý muốn mình, mà quý vị cũng đã vân tập về đây thật đông đủ để cho Pháp Hòa được một lần thăm tất cả quý vị. Xin rất cảm ơn đại chúng, đặc biệt là quý vị ngồi ngoài sân. Tuy trời lạnh nhưng mà quý vị cũng ngồi run lắm mà cũng cười. Dạ. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều, và kính nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm được an lạc, và gia đình luôn được hạnh phúc đầm ấm qua những lời dạy của Phật trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa đại chúng, quý vị thấy mỗi chùa đều có treo lá cờ Phật giáo, có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Đó là tượng trưng cho năm giới, và còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này mà thực hiện đủ năm giới thì quả thật là một cái thế giới an lành. Cho nên chúng ta có lá cờ Phật giáo. Và quý vị thường nói là đầu xanh không? Đâu ai nói đầu đen đâu. Mặc dù mình nói tóc đen, nhưng mà hễ nói tới tóc thì chúng ta thường nói là tóc xanh, tượng trưng cho trẻ. Tóc thì xanh, da thì vàng, máu thì đỏ, xương thì trắng, tủy là cam. Nếu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, đó là một con người, lá cờ Phật giáo đó. Mà nếu con người đó có tu, là một con người có một sự tổng hợp. Cho nên năm cái màu ở dưới, nhỏ 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 mai rác ở dưới, tượng cho sự tổng hợp an hòa bình, lân mẫn, uyển chuyển, lan rộng, cho nó đi bề này. Quý vị hiểu được lá cờ Phật giáo chưa? Rồi thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, thế nguyện đoạn